Xin chào buổi tối tất cả các khán giả của bản tin thời tiết. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Minh Duy rất vui sẽ là người đồng hành cùng quý vị và các bạn trong livestream ngày hôm nay để có thể đem tới cho mọi người những tình hình thời tiết trong 2 ngày cuối tuần cũng như là trong tuần sau để mọi người có thể kịp thời lên kế hoạch cho những cái chuyến du lịch hoặc là làm việc của mình nhé. Vâng, xin chào bạn Diệp Nguyễn ạ. Chào bạn Nguyễn Tín. Vâng, chào Nguyễn Văn Phú Thiện ạ. Minh Duy sẽ đợi lượt xem lên cao hơn một chút và sau đó thì Minh Duy sẽ bắt đầu từ những thông tin thời tiết đầu tiên quý vị nhé. Vâng, xin chào bạn Đỗ Tiến Ninh. Minh Duy cũng đã bắt đầu đọc được những comment thắc mắc về tình hình thời tiết tại một số khu vực của quý vị rồi. Vâng, chào anh Hoàng Toàn ạ. Quý vị và các bạn thân mến, áp thấp nhiệt đới chiều nay ở phía đông nam của huyện đảo Hoàng Sa do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ chiều ngày mai, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm có huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và huyện đảo Cù Lao Chàm, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh quý vị nhé. Ngoài gây gió mạnh trên biển thì trên đất liền cũng sẽ xảy ra một đợt mưa lớn. Dự báo từ ngày mai đến hết ngày 27 tháng 9, tại Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và cục bộ sẽ có nơi mưa rất to quý vị nhé. Vâng, khu vực mưa to nhất sẽ là từ Thanh Hóa đến Quảng Nam với lượng mưa phổ biến là từ 100 cho đến 300mm một đợt. Có nơi sẽ vượt trên 350mm một đợt quý vị nhé. Như quý vị và các bạn có thể thấy là chiều nay tại thủ đô Hà Nội thì chúng ta cũng vừa đón một cơn mưa rào đúng không ạ? Dạ vâng. Có quý vị khán giả hỏi về khu vực Hòa Bình thì Minh Duy xin được cập nhật là ngày mai tại Hòa Bình đêm không mưa ngày nắng với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 24 cho đến 33 độ quý vị nhé. Bạn Thành Thương ơi, thời tiết tại Hà Tĩnh ngày mai thì sẽ có mưa. Và mưa là sẽ trong trạng thái là mưa vừa và có cả mưa dông. Nhiệt độ sẽ dao động ở trong ngưỡng từ 26 đến 29 độ quý vị nhé. Định Mai ơi, Ninh Bình ngày mai thì có lúc mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 31 độ. Bạn Đại Nam có hỏi về khu vực Đà Nẵng mai có mưa lớn không? Minh Duy xin phép được trả lời đó là ngày mai tại Đà Nẵng sẽ có mưa vừa và dông. Có mưa đấy bạn nhé. Nhiệt độ thì sẽ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 29 độ. Quý vị khán giả hỏi về khu vực Thanh Hóa. Quý vị và các bạn vui lòng đợi Minh Duy một chút để Minh Duy có thể cập nhật chính xác nhất về tình hình thời tiết tại khu vực của quý vị nhé. Ngày mai tại Thanh Hóa. Vâng, ngày mai tại Thanh Hóa thì sẽ có mây, cũng có mưa rào và dông quý vị ạ. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 27 cho đến 33 độ.
Có bạn hỏi về khu vực Đồng Phú, thì Minh Duy xin phép được cập nhật như sau. Đó là mây thay đổi, đến nhiều mây. Đêm nay sẽ có mưa dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối mai có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Trong cơn mưa dông thì quý vị cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết xấu như là gió giật mạnh hoặc là sét lốc nhé. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 24 đến 32 độ. Xin phép được cập nhật tình hình về thời tiết tại thủ đô Hà Nội cho các quý vị khán giả đang quan tâm. Thì từ ngày mai cho đến hết tuần sau thì tại thủ đô Hà Nội sẽ thời tiết sẽ dịu hơn vì sẽ bắt đầu xuất hiện những cơn mưa. Hầu như trong ngày sẽ xảy ra mưa rào bất chợt trong ngày quý vị nhé. Nhiệt độ sẽ dịu xuống chỉ còn từ 32 cho đến 33 độ thôi quý vị ạ. Vì vậy là trong những ngày mưa tuần sau thì quý vị và các bạn nên chuẩn bị đầy đủ áo mưa, cũng như là các trang thiết bị để đi ra đường, cũng như là hạn chế đi vào những khu vực vùng trũng thấp để tránh được ngập úng cũng như là tắc đường. Và nên lưu ý là không trú mưa ở dưới các gốc cây hay là khu vực nhiều kim loại, vì rất dễ là có thể bị ảnh hưởng đến chính bản thân mình. Bạn Nguyễn Bình ơi, mình vừa cập nhật về khu vực tình hình thời tiết tại tại Đồng Phú rồi đấy. Thì là chiều và tối mai sẽ có mưa rào nhiều nơi, rải rác là mưa vừa và mưa dông, có nơi mưa to. Nhiệt độ thì sẽ là từ 24 cho đến 32 độ. Có quý vị khán giả hỏi về khu vực Thanh Hóa thì Minh Duy xin được cập nhật là ngày mai có lúc mưa rào và dông với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 26 cho đến 30 độ. Không có gì bạn Nguyễn Bình nhá. Chúc bạn sẽ có thể với tình hình thời tiết mà Minh Duy vừa cập nhật thì mong rằng bạn có thể lên được kế hoạch thật là phù hợp cho chính bản thân mình nhá. Bạn Nguyễn Bá Ngoan có hỏi về tình hình thời tiết tại Nghệ An. Thì Minh Duy xin phép được cập nhật là ngày mai tại Nghệ An có mây, có mưa rào và dông với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 26 cho đến 31 độ. Miền Bắc có mưa không anh? Là câu hỏi từ bạn Trịnh Thùy Linh. Miền Bắc sẽ có mưa bạn nhé. Đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội thì trong tuần sau sẽ có mưa rào xảy ra bất chợt trong ngày. Nên là các bạn, quý vị và khán giả hãy chuẩn bị đầy đủ những cái trang thiết bị của mình để ra khi đi ra đường nếu có gặp cơn mưa thì chúng ta sẽ kịp thời trang bị nhé. Bạn Lê Đạt có hỏi về tình hình thời tiết tại Quảng Bình. Thì Minh Duy xin được cập nhật là ngày mai Quảng Bình có mây, có mưa rào và dông với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 26 đến 30 độ. Dạ vâng, Minh Duy cũng đang rất cố gắng để có thể cung cấp thông tin một cách kịp thời và chính xác nhất tới tất cả quý vị khán giả. Bạn Nguyễn Đức Lành có hỏi là Nha Trang có nắng không?
Minh Duy xin phép được cập nhật là ngày mai tại Nha Trang có lúc có mưa rào và dông với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 26 cho đến 31 độ quý vị ạ. Việt Trung ơi, tại Hà Tĩnh thì Minh Duy vừa cập nhật rồi bạn ạ. Đó là tại Hà Tĩnh thì ngày mai cũng sẽ có mưa rào và dông bạn nhé. Mức nhiệt sẽ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 30 độ. Bạn Tú Nam ơi, ngày mai Phú Thọ sẽ có mây nhưng mà không mưa nhé. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 27 cho đến 33 độ, trong ngày sẽ có những khoảng hửng nắng bạn ạ. Chị Hương Thu ơi, ngày mai thì tại Hà Tĩnh sẽ có mây, có cả mưa rào và dông. Với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 26 cho đến 30 độ chị ạ. Chị Huyền Nguyễn có hỏi về thời tiết tại khu vực Thái Bình. Thì Minh Duy xin phép được cập nhật là ngày mai Thái Bình có lúc có mưa rào và dông. Dạ vâng, với mức nhiệt là dao động trong khoảng từ 26 cho đến 31 độ. Dạ vâng, khu vực Hải Phòng đúng không ạ? Bạn Hằng lại có câu hỏi là Hải Phòng ngày mai thế nào? Vâng, bạn Hằng lại ơi, Minh Duy vừa cập nhật được tình hình thời tiết thì ngày mai tại Hải Phòng sẽ có mưa rào bạn nhé. Nhiệt độ thì sẽ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 32 độ. Chị Bắc Thanh ơi, ngày mai Thanh Hóa có mưa đấy ạ. Dạ vâng, không biết là anh Biên Hoàng đang muốn hỏi về tình hình thời tiết tại khu vực nào ạ? Bạn Trần Việt ơi, ngày mai Hà Nội sẽ có mưa nhá, sẽ có mưa rào xảy ra bất chợt trong ngày, nên là bạn hãy chuẩn bị kỹ đầy đủ như là áo mưa này, để khi ra đường thì mình sẽ có thể chuẩn bị kỹ càng nhất nhá. Đúng rồi bạn Châu Anh ơi, ngày mai Hà Nội sẽ có mưa trong cả tuần bạn ạ. Chị Thúy Hiền có hỏi về tình hình thời tiết tại Hòa Bình. Thì ngày mai tại Hòa Bình sẽ không có mưa chị nhé. Mức nhiệt sẽ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 33 độ. Thời tiết tại thành phố Kon Tum. Vâng, Minh Duy xin được cập nhật là thời tiết tại thành phố Kon Tum ngày mai sẽ có mưa rào và dông. Mức nhiệt sẽ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 29 độ.
Hà Tĩnh ngày mai có mưa đấy ạ. Anh Hà Lợi có hỏi về khu vực Sóc Trăng. Thì Minh Duy xin phép được cập nhật là ngày mai Sóc Trăng có mưa rào và dông trong ngày với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 26 cho đến 32 độ. Quý vị và các bạn, để đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi hay là ngập úng tại các khu vực trũng thấp tại khu đô thị, thì trong mưa dông sẽ có khả năng xảy ra thêm cả lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh quý vị nhé. Bạn Hùng Triệu ơi, với Bắc Bộ, khu vực ven biển và đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội thì cũng có mưa dông bất chợt trong đêm nay và cả ngày mai. Còn tại vùng núi thì trời chủ đạo sẽ là nắng với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Vâng, bạn Trung Thị Hoa có hỏi về khu vực Quảng Nam. Bạn Trung Thị Hoa ơi, ngày mai tại Quảng Nam sẽ có mưa dông xảy ra trong ngày nhé. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 31 độ. Bạn Đặng Phương Nga hỏi về tình hình thời tiết khu vực Thanh Hóa. Thì ngày mai Thanh Hóa sẽ có mưa rào và dông, mức nhiệt dao động trong khoảng là từ 27 cho đến 32 độ. Vâng, chắc là bạn Đinh Công Tuấn và bạn Gia Trang vừa vào với livestream này, thì Minh Duy xin phép được cập nhật lại một lần nữa. Đó là từ ngày mai cho đến cả tuần thì tại miền Bắc, cụ thể là thủ đô Hà Nội, sẽ bất chợt xảy ra mưa rào trong ngày. Nhiệt độ sẽ cũng vì có mưa là sẽ giảm đi, thời tiết dịu hơn, dao động trong khoảng từ 32 cho đến 33 độ. Chỉ riêng có đến cuối tuần thì có thể là thời tiết sẽ lại, nhiệt độ sẽ lại tăng cao hơn một chút, ở ngưỡng là 34 độ. Bạn Vũ Ảnh có hỏi về khu vực Bắc Ninh. Minh Duy xin phép được cập nhật là tại Bắc Ninh thì đêm không mưa, ngày sẽ có lúc mưa rào và dông. Nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 33 độ nhé. Vâng, anh chị Nguyễn Trường Oanh có hỏi về khu vực Lạng Sơn. Thì Minh Duy xin phép được cập nhật ngày mai Lạng Sơn có mây, không mưa, với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 33 độ. Vâng, bạn Châu Anh ơi, chút nữa thì Minh Duy xin phép được sẽ được gặp lại bạn tại bản tin V8 du lịch để có thể cập nhật những cái tình hình thời tiết một cách chi tiết hơn nhé. Thì xin phép được hẹn gặp lại tất cả các quý vị khán giả vào khung giờ 20:20 tại V8 bản tin V8 du lịch. Bạn Hiền Nguyễn có hỏi về khu vực Quảng Ninh. Khu vực Quảng Ninh cụ thể là tại thành phố Uông Bí. Thì Minh Duy xin phép được cập nhật đó là ngày mai sẽ khả năng có mưa với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 26 cho đến
31 độ quý vị ạ. Dạ vâng, đến bây giờ thì thời lượng của livestream dự báo thời tiết ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Minh Duy rất vui vì trong ngày hôm nay đã có thể đem tới cho quý vị khán giả một số tình hình thời tiết tại các khu vực trên cả nước. Mong rằng là với những thông tin mà Minh Duy vừa đưa ra thì quý vị và các bạn có thể lựa chọn cho mình những cái lịch trình làm việc và du lịch một cách thật là hợp lý nhất. Dạ vâng. Cảm ơn bạn Châu Anh ạ. Mong rằng là sẽ sớm được gặp lại quý vị và các bạn trong những bản livestream tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.